Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Lộ diện hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Trong nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về hoa hậu Hoàng Vũ 2015, thì cuộc thi sắc đẹp và tài năng cực kỳ đặc biệt khác đã khép lại thành công rực rỡ ngay tại Việt Nam tối thứ ba ngày 22 tháng 12, đêm chung kết. Đối tượng thí sinh mà Miss Beauty hướng đến thì rất đặc biệt, những cô gái chuyển giới chưa có cơ hội được phẫu thuật, với mục đích phần lớn giúp những người chuyển giới có thể tới gần hơn với giấc mơ của họ. Giải thưởng cao nhất của hậu Miss Beauty 2015 chính là cơ hội phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ khuôn mặt có tổng trị giá 60 triệu đồng. Nếu như những cuộc thi sắc đẹp khác người ta chủ yếu nhắm tới danh hiệu, thì trong Miss Beauty có lẽ giải thưởng là yếu tố quan tâm hơn cả, bởi không phải người chuyển giới nào cũng có được số tiền lớn để làm những việc trở thành cơ thể họ cảm thấy, cảm nhận bản thân. Sau hơn 2 tháng hoạt động, ban tổ chức Miss Beauty 2015 đã nhận được 82 hồ sơ đăng ký tham dự, trong đó con số không hề nhỏ đối với các cuộc thi tổ chức lần đầu tiên trên thế này. Trải qua vòng casting, ban giám khảo đã lựa chọn ra 25 gương mặt xuất sắc để cùng bước vào ngôi nhà chung top 25, và có 6 ngày 5 đêm thí sinh hoạt động cùng nhau ở Vũng Tàu, với hoạt động đầu tiên chính là phát quà từ thiện ở các em nhỏ mồ côi tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trong gần một tuần ở nhà chung, 25 thí sinh được ban tổ chức huấn luyện về phần casting, tập nhảy cùng với giọng nói trước đám đông. Các cô gái tham gia thi tài năng, chụp hình bikini, v.v. để tìm người chiến thắng cho giải đấu phụ cuộc thi. Phần thi tài năng của Miss Beauty có lẽ là đặc biệt bởi những không ai giống bất cứ cuộc thi nào hoa hậu trên thế giới. Có thí sinh thi hoa hậu nào đã trình diễn tài năng phun ra lửa? Chỉ có các cô gái chuyển giới của Việt Nam, những người mà cuộc sống kỳ thị, không xin được việc, đã đưa họ làm những công việc đầy mạo hiểm như thế để kiếm sống. Đêm chung kết Miss Beauty 2015, hơn 20 thí sinh nổi bật nhất đã cùng nhau trải qua một phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Hồi hộp căng thẳng nghe ban giám khảo xướng tên lần lượt top 15, top 5 trước khi tiến đến những giải thưởng phụ và ba ngôi vị cao nhất. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, nhưng Miss Beauty 2015 vẫn khiến khán giả mãn nhãn với những màn trình diễn sôi động và lôi cuốn. Đó là các cô gái xuất hiện trên sân khấu cùng với nhảy theo giai điệu của ca khúc Fish Be A Woman. Khi họ thước tha trong áo dài ca khúc Xinh Tươi Việt Nam là top 5 lộng lẫy trong những trang phục dạ hội, với những giai điệu của Diamond làm bừng tỉnh cả khán phòng. Sự kết hợp ăn ý của các thí sinh trình diễn bên cạnh những ca sĩ thể hiện những ca khúc sôi động làm người xem phải liên tưởng tới Victoria's Secret Fashion Show. Có thể nói rằng ban tổ chức đã thành công trong việc đem đến những màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả. Dù kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng chung kết Miss Beauty đã giữ được cho hàng ghế khán giả luôn kín chỗ từ đầu đến cuối chương trình, khép lại một năm đầu tiên tổ chức thành công của Miss Beauty 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị ở link kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.